Ui, đang ấp. Thằng ấp á? Ờ. Trứng này rất là giống chim mà trứng của con chim họa mi nhé. Ba phên luôn cơ mà, bốn phên. Bốn phên. Gì đây 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 ha gì? Này tập ăn đấy đó. Này nhớ đây này. Chưa có một thao đấy mình đây. Chắc là ông nhà nuôi hết rồi. Ok hello, mình xin chào với tất cả anh em nhé. Chúc anh em một ngày mới về. Hôm nay là mấy anh em mình lại rủ nhau làm một chuyến tìm ong anh em nhé. Hiện tại là mình đang có mặt ở một cái khu vực đây này. Khu vực này có một cái cánh ruộng rất là đẹp luôn anh em ạ. Mênh mông, bát ngát, mát mẻ. Đây, mấy anh em mình đang bắt một quân ở khu vực này. Úi dồi ôi. Bánh không? Nhá la vào nó. Móng gì? Ăn nổi cái to ấy. Chúng ta là kéo tờ rồi đấy. Móng ấy, ảo ăn đi. Móng ấy, ảo ăn nó cuối. Ok, có hàng rồi anh em nhá. Đây. Anh em nhìn lên trên kia có một cái tổ giống như kiểu tổ bình bì, không biết là tổ bình bì hay là tổ sóc đấy anh em ạ. Tổ chim săn thì không phải rồi, bởi vì tổ chim săn thường nó sẽ ở cành to. Tổ to lắm cái này, nó bằng bằng cái rổ cơ mà. Bằng cái rổ mình hái cà phê ấy. Được chưa? Nhìn thì giống như kiểu tổ sóc. Không biết tổ sóc hay tổ bình bì đấy anh em ạ. Bây giờ mình sẽ trèo lên xem thử. Ở khu vực này thì không biết là có sóc không nữa. Nhưng mà sóc thì mình nghĩ là ít rồi. Có khả năng cao tổ bình bì bao nhiêu. Đây, ở trên cái cây này. Sâu khá nhiều. Nhìn có vẻ như giống như kiểu tổ sóc anh em ạ, không phải tổ chim mình bịp đâu. Như tổ sóc rồi. Bởi vì nó cắn cả cái cành cây nó tha vào. Còn mình bịp thì thường thường nó chỉ lấy cái lá cây nó sẽ che cái chít thôi. Ui, vãi trưởng. U. Quá nguy hiểm anh ơi, này. Lần sau mình có một cái tổ ong khoái. Quá ghê, từ từ. Bình tĩnh. Con kiến rất là nhiều. Có vẻ như đây là một cái tổ cũ rồi anh em ạ. Nếu mà thường thường con sóc nó còn ở ấy, con sóc hoặc là con chim nó còn ở ấy, là cái tổ nó không bao giờ nó có con kiến.
Thôi chuồn lẹ đi. Cái tổ ong khóa này rất là nguy hiểm luôn này. Nó mà chơi cho thì sờ chán cho thì xác định. Rồi, ok rồi anh em nhá. Cuối cùng thì cũng đã tìm thấy một cái tổ ong. Đây, tổ nó ở gốc cây này anh em ạ. Tổ ong lất. Quần nó tha mồi độ khoảng 5 đến 6 con liên tục. Có hai lỗ luôn nhé, một lỗ ở trên này, một lỗ ở dưới kia. Bây giờ anh em mình sẽ vào việc luôn. Thu phục cái tổ ong ở trước xong rồi lan nữa đi tìm tổ khác sau anh em nhé. Bảo hộ đây. Cái kia là cái túi lưới để mình bắt quân của nó. Nếu mà tổ của nó thì được to ấy, mà cảm giác như nó vẫn có tương lai thì mình sẽ bắt nó về nuôi. Còn như kiểu nó to rồi và có thể ăn được rồi thì mình sẽ mang về ăn luôn. Tháng 8 rồi, gần tháng 8 rồi anh em ơi. Ong bây giờ quá là ăn được rồi. Đây, ok rồi anh em nhá. Đây là quân của nó này. Chắc là cũng được hơn 50 quân anh em ạ. 100 quân. 100 quân á. Nhiều phết. Mình cho cái lọ kia coi như là nó gần được nửa cái lọ Fanta kia mà. Đây ban ngày là mình cho cái túi lưới này cho nó an toàn. Nó lớn nóng. Còn đây là nhộng này. Đây nhìn nhá. Cái này chắc là được 5 lạng. Hơn 5 lạng đấy, nặng phết mà. Cái loại ong này thì nó nhộng to, làm ra nó rất là nặng luôn. Nhìn cái tổ bé nhưng mà rất là nặng. Nếu mà nó ở cái địa hình mà nó không có quá nhiều lá thì có khả năng cao cái tổ nó còn to hơn, cũng như là tròn đẹp hơn. Còn cái này nó đúng có một cái khe. Có một cái khe xong rồi nó có cái chỗ nào nó làm được là nó làm vào hết. Làm ra là tổ nó không to được. Có vip luôn. Cái tuần đứa tay ngoài hang không? Nâng lên thấy bình thường. Thấy. Nâng một phát thôi. Còn là gì nữa chưa? Chỗ này có một ổ màu bông này anh em ạ. Ba con này.
Lưới nó dài phết rồi. Lại tiếp tục ở chỗ này có một cái tổ chim nữa rồi anh em ơi. Không biết là tổ chim gì đây mà bé tí này. Ô trời mà bông. Đang làm mà nhỉ, sao nó làm tổ bé nhỉ. Rồi anh em xem này. Đang làm. Ô cái này đang làm tổ rồi anh em ơi này. Đang làm tổ, đang làm tổ. Quá ok luôn. Một cái tổ già mà bông vụ quấy. Nhưng mà cũng chưa chắc được. Hôm nào lên xem lại. Đây này, ở đây cho có một cái tổ ong thế này anh em ạ. Không biết là nó ở sâu hay là ở ấy nữa, bởi vì ở trên này nó có một cái tổ muối. Thường thường mà con ong nó làm tổ ở cái cạnh tổ muối là nó rất là sâu luôn anh em ạ. Cũng là cái loại ong mà mình bắt vườn ấy. Này, quên nó ra vào này. Nó cắn hết này. Như nhau á. Bằng nhau á, như nhau á. Hai tổ rồi. Tiếp tục chinh phục tổ ong thứ hai anh em nhé. Tổ thì quá là phê luôn anh em ạ. Tầng phê nó làm rất là đẹp luôn này. 3 phê luôn cơ mà, 4 phê. Quá đá, quá đá. Đây, ok anh em nhá. Được 2 tổ thì anh em mình khi xe về luôn, bởi vì là còn mang về nuôi nên là sợ nó chết mất đi. Đây này, đây là tên mà mình lấy sau này, tổ thứ hai đây. Tổ thì phê nó làm rất là đẹp luôn anh em ạ. Tầm 1 cân cái này. Còn à, này hơn cân. Hơn cân á. Nhưng mà nhộng không thì chắc được tầm 1 cân. Nhưng mà cả cái cục này này
Đây quần nó đây. Quá đá, quá đá. Mọi lần này anh em mình mang ong về nuôi là phải lợi cho trời tối thì mình mới bắt đầu vào việc. Còn đây hôm nay chơi ban ngày luôn, kiểu như đi xa ấy. Ừ, đi xa ấy, đâm ra là phải bắt luôn. Vào việc luôn đấy em ạ. Tối cũng nặng phết đây. Cái này là của cái này là của bên này. Đó. Chỗ nào anh Sơn? Chịu gì? Rồi, tiếp tục là tổ chim anh em nhá. Với anh Sơn bảo là lên là nhặt xác ve đây này, cái này xác ve một cái này anh Sơn. Bảo nhà xác ve bảo là thấy một cái tổ chim không biết là tổ chim gì. Bay rồi. Ui. Mẹ nó bay xa rồi. Ủa thế nó đang ấp à? Đang ấp mà. Ui. Này như mây. Ô. Thế là nghiên cứu từ sáng mà không biết là chim gì. Không biết. Em đoán là chắc là chích chạch. Chích chạch rồi cái này nè. Này. Ba quả. Ba quả. Đây cho này. Đấy. Vừa đấy là mình lên tìm ong về, thế là anh Sơn có chạy lên bảo là có tìm thấy một cái tổ chim không biết tổ chim gì, thế là dẫn mình lên. Đấy em làm cái đồ bên dưới còn có một con sâu rất to luôn. Tổ chích chạch. Quá ok luôn, lại tiếp tục thêm một tổ chim nữa để mà lên thăm cho anh em xem rồi. Ba quả. Trứng này rất là giống chim mà trứng của con chim họa mi nhé. Có một quả thì màu hồng, còn hai quả kia thì màu đen. Chắc chắn là một trong hai. Một cái là một quả đã bị hỏng, còn hai cái là hai quả bị hỏng. Không biết là cái nào hỏng, cái nào còn nên nữa anh em ạ. Chạch, chạch. Dòng chim xích chạch là mình thấy nhiều anh em đi bẫy lấu là rất là ok luôn. Có chim mồi mình cho đồng sập xong rồi đi bẫy. Kích loa, nó à hót thế là nó bay về. Giống kiểu trường hợp của con khiếu lá mà hôm qua mình bẫy. Bay về rất là nhanh luôn, lao vào là cắm vào cắm luôn mà. Rất chia nhanh em hàng. Nhưng mà khi mà nào mà nó nở ấy thì mình sẽ thử mang một con về nuôi thử xem. Mang về bón đấy. Ủa sao đây? Trên anh có cái tổ bìm bìm qua đúng không? Cái nhô nhô kia đây là cái tổ gì? Ui, xem nào. Đang lấy cái gì đấy? À, ui dồi, thơm phết nhờ. Này anh em ơi, tiếp tục lại thảo quả này. Làm gì bây giờ mới tháng à? Tháng 7, cái này nó phải rơi vào tầm tháng 11 cơ. Không, tháng 8, 9 rồi. Đây. Có quả cũng chín rồi này. Ô, mùi quá thơm luôn ở bên trong này nè. Nó quả nó rụng rồi. Cái này. Ăn chưa? Rơi nếm thử xem nào. Nó gần thối hết rồi. Ôi nó thối rồi, cái này mang về ngâm rượu thôi. Được quả mới chín. Rượu thảo quả. Đây, trên này có một cái tổ bìm bìm này anh em ạ. To lắm. Ui. Đang ấp. Đang ấp á? À. Được đâu, có tổ nó xem nào. Ui, bay luôn nhờ, phê thật. Kỹ thật quá. Ui, quá ok rồi. Lại thêm một tổ bìm bìm đấy anh em ạ, cạnh nhau luôn. Thêm hồi sáng anh lên không thấy à? Ôi trời ơi, cất cái xào đi. Nó về nó để ý lại không xuống. Xào nào cứ thấy nó kêu ở đây. Đúng rồi, thế này. Anh em xem cái tổ nó nhô ra thế này cơ mà. Mình nhìn từ dưới kia thì thấy luôn. Quá đơn giản cái tổ bìm bìm này. Bây giờ nếu mà mình muốn biết nó nở ấy thì lộ khoảng 3-4 hôm nữa. Đấy cái que mình đập đập vào nếu mà nó kêu xà xà. Đâu đấy là có con non nhỉ? Còn nếu mà chưa kêu thì lúc đấy là con hàng ấp. Nó đang ấp. Hoặc là mới nở còn bé xíu. Bây giờ ấp.
ấp mà mình đi qua lại thế này mà nó không bay chắc là ấp sâu rồi. Chỉ cái căn độ khoảng tầm một tuần đi. Nhỉ. Yeah. Tầm một tuần nữa em xem. Chim bé bé kia. Ừ. Tổ chim bé bé kia chắc cũng tầm đấy. Ngon rồi. Thế là được 2 tổ luôn. Tiếp tục là vào cám cho 2 ẻm chim anh em nhá. Con này là con mào núi này. Con kia là con khiêu lá. Khiêu lá hôm qua mình vừa bấy được cái con kia chính ra là cho sâu và phát là biết ăn sâu ngay anh em ạ. Đấy. Mào núi này, mào núi thì là mình vào cám đơn giản thôi, mình bỏ miếng chuối vào trong cái cống. Cái cống mà cám ấy, trộn trộn lên thì là nó ăn miếng cám luôn. Khiêu lá. Khách. Hết cám giả mấy thanh niên. Cám trứng trộn với sâu. Cái con trèo vẻo hôm trước mình bảo là nó sổ ra ấy. Không đi bấy lại nó thế nào bây giờ không thấy luôn anh em ạ, không biết là nó bay đi đâu rồi. Kéo khi là vào lồng của bác nào rồi ấy chứ. Nào, nuôi ra. Gà này. Đấy xời. Ở bên ngoài là trời đang sắp chuẩn bị mưa đấy anh em ạ, tối om sòm rồi. Thì chắc là video của mình cũng phép dừng lại đấy thôi. Nếu anh em thấy video này hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn bạn rất nhiều, hẹn gặp lại mọi người theo. Bye bye.